Máy gia công khoan 6 mặt SM612 là dòng máy chuyên thực hiện gia công, khoan, phay rãnh trên 6 mặt phôi, khoan ổ khóa, bản lề cửa, có khả năng khoan cùng một lúc 6 mặt của phôi. Sử dụng công nghệ quét mã vạch, dễ sử dụng và cho năng suất cao. Máy khoan 6 mặt được thiết kế với khung máy vững chắc, động cơ máy hoạt động ổn định, hạn chế tiếng ồn tối đa. Gia công khoan trên cả 6 mặt ván với tốc độ cực nhanh và chính xác cao. Hoạt động trên màn hình máy tính, tích hợp nhiều phần mềm thiết kế giúp cho việc khoan gỗ trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Máy khoan CNC sử dụng hệ thống điều khiển Syntech, màn hình 21 inch, vận hành trên máy tính tương thích với nhiều phần mềm thiết kế giúp quá trình làm việc và kiểm soát nhanh chóng, đơn giản hơn. Máy khoan 6 mặt bao gồm hệ thống cấp phôi đẩy phôi giúp quá trình hoạt động gia công diễn ra một cách liên tục, đạt hiệu quả cao. Gia công trên hầu hết các loại ván gỗ công nghiệp hiện nay, ván MDF, ván MFC, ván Ocan, trang bị hệ thống canh chỉnh ván tự động, có hệ thống máy quét được mã vạch với hiệu suất làm việc cao. Động cơ hoạt động ổn định, hạn chế tối đa tiếng ồn, khung máy vững chắc, triệt tiêu mọi rung động, tốc độ gia công nhanh, chính xác. Máy khoan gỗ có cụm khoan trên, khoan dưới và cụm khoan ngang bên hông cho khả năng gia công linh hoạt. Trang bị hệ thống canh chỉnh ván, dọc ngang, tự động, có máy quét mã vạch thuận tiện cho việc lấy chương trình gia công. Kích thước gia công. Chiều rộng nhỏ nhất của phôi 50mm. Chiều rộng lớn nhất của phôi 1200mm. Chiều dài lớn nhất của phôi 5000mm. Chiều dài nhỏ nhất của phôi 250mm. Độ dày lớn nhất của phôi 48mm. Độ dày nhỏ nhất của phôi 10mm. Với tốc độ gia công và độ chính xác cao, máy giúp tiết kiệm thời gian sản xuất, hiệu quả cao hơn. Dễ dàng điều chỉnh kích thước, độ sâu, vị trí cần gia công thông qua chương trình điều khiển. Thực hiện đa dạng các chức năng khác như phay rãnh, tạo lỗ mộc, gắn ổ khóa, bản lề. Chỉ cần một người cũng có thể vận hành máy gia công nhiều loại sản phẩm phức tạp, tiết kiệm nhiều chi phí nhân công. Với một vài thế mạnh kể trên, máy khoan gỗ CNC ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong các xưởng, dây chuyền sản xuất ván gỗ công nghiệp, đồ nội thất.